Trước đó, ngày 26 tháng 2, Cục Xuất bản đã có công văn yêu cầu nhà xuất bản Hội Nhà Văn đình chỉ phát hành cuốn sách Đàm Nhu Quyền lực Bà Rồng phiên bản xuất bản lần đầu để ra soát lại toàn bộ nội dung, chỉnh sửa một số chi tiết trong sách và bìa bốn. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các phòng văn hóa thông tin ở các quận huyện và các cơ sở phát hành sách nếu phát hiện tổ chức cá nhân có phát hành quyển Madame Nhu quyền lực Bà Rồng, phiên bản in lần đầu chưa được sửa chữa, thì yêu cầu dừng ngay việc phát hành và chuyển trả sách về cho nhà xuất bản hoặc nhà văn hoặc công ty phương Nam. Hiện trên thị trường đang lưu hành hai phiên bản quyển Madame Nhu quyền lực Bà Rồng, trong đó phiên bản tái bản lần 1 có sửa chữa không thuộc đối tượng của công văn này. Sở yêu cầu các đơn vị sau khi thực hiện xong, báo cáo kết quả về sở hàng chốt vào ngày 10 tháng 6 tới đây. Đâm Nhu, quyền lực bà rồng được nhà xuất bản Public Affairs phát hành năm 2013. Cuốn sách về chân dung bà Nhu Trần Lệ Xuân do tác giả Mỹ Monique Brinson Demery viết. Đầu năm 2016, sách được phát hành tại Việt Nam qua bản dịch của Mai Sơn. Cuốn sách lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả. Ở thời điểm mới ra mắt, sách tạo một cuộc tranh luận về dịch thuật. Tới đầu tháng 3 năm 2016, sách được tái bản chỉnh sửa các xe sót và in với số lượng 20.000 bản.